Hello, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay anh em đến đến với kênh của Quyền Trường. Hôm nay Quyền Trường quay một con siêu xe leo dốc giỏi nha. Mời các bạn cùng theo dõi nha. Đó, con xe này là xe tự chế các bác nha. Cái đầu máy nổ là đầu máy 30 này. Nhìn khá là chắc chắn. Tí nữa tôi kêu thằng em nó lên nó lái các bác theo dõi nha. Nó đi chuyên đi leo rừng các bác ạ. Con xe này mà nếu mà tham gia trên đường nhựa gặp các bác giao thông thì cũng được nghỉ luôn. Không được cho phép tham gia giao thông các bác nha. Có leo rừng thôi. Đó, cho thằng em nó lên nó lái các bác cùng xem. Mà dùng con xe này thì cửa hàng này rất rẻ các bạn, đeo đủ kiểu được gì 3-4 tấn, xe này rất rẻ lắm, có tạm nó hay cầu nó chắc chắn. Vòng vào đó để quay đầu đó, quay đầu nó quay ra đó. Tất cả các loại xe tự chế chỉ làm sử dụng vào máy nông nghiệp thôi, còn chứ không có được tham gia được cái đường nhựa, đường người ta gặp các bác giao thông thì thôi lấy mất công. Con xe này nói với các bác là đi ra ngoài đường là gặp các anh giao thông là coi như là xong rồi, là về là chỉ bán chai chai thôi, cái này chỉ được là phép là leo rừng leo núi các bác nha. Đó, hai cầu cầu trước cầu sau chắc chắn lắm, nhưng cái lên không được tham gia giao thông, loại này xe tự chế mà. Qua đằng sau các bác xem thủng to lắm. Này chín chắc phải được 2,5 khối ạ, thùng này phải 2,5 khối ạ các bác. Bánh sau là lốp đùi này, lốp đùi này, cầu sau cầu tàu anh thùng to. Give me what I need. Just give.